người chồng mê nhậu phật tử như nghi hỏi thưa sư phụ con rất muốn ngài quán sát xem giúp cho do nhân duyên gì mà con có ông chồng quá tệ chúng con sống với nhau đã bảy năm rồi hồi đầu mới quen ổng luôn mồm hứa sẽ bỏ rượu vậy mà cưới nhau xong chỉ cần bạn bè hú một tiếng là ổng tìm đủ trăm phương ngàn kế để chuồn ra khỏi nhà đi nhậu nhẹt bù khú với họ tới sáng hôm sau mới về do vậy mà chúng con thường cãi nhau nhưng làm thế nào con cũng không thoát được ổng rõ ràng là trong lòng con rất muốn chia tay rất muốn bỏ quách ổng nhưng qua ngày sau thì đâu lại hoàng đấy mọi chuyện giống như không có gì nhưng hễ mỗi lần ổng đi nhậu thì con rất muốn bỏ ổng còn nữa tính ổng vô tâm thậm tệ không biết suy nghĩ. Con bảo ổng đi ngủ sớm, tập sống theo nếp vệ sinh, sạch sẽ. Đừng có tiêu quan, xài lãng phí. Tất cả là vì con muốn tốt cho ổng. Nhưng ổng cứ nhậu nhẹt ly bì, lại còn phát cống với con. Nên mỗi lần xảy ra chuyện là chúng con gây đến muốn đập lộn. Sư phụ, những ngày tháng sống chung như thế này quả rất khó cam con thực tình muốn biết rốt cuộc là chúng con có nghiệp duyên oan trái từ đời nào kiếp nào nếu hiểu rõ mai ra con có thể đối với ổng bao dung hơn và không còn phải sinh sự cãi gây chi nữa đây là lần đầu con đem điều chôn giấu tận tâm can của mình ra thưa hỏi tại đại bi đường này nếu có chỗ nào sai xin sư phụ lượng thứ tôi đáp chẳng phải là do chính bà đã tập trong nhà thói xấu ghiền rượu này hay sao? Khi chồng bà chuồn ra ngoài uống rượu, bà có nhận thấy rằng ông thường tỏ rõ thái độ rất muốn trốn tránh bà bởi ông luôn có cảm giác e dè nể sợ bà. Còn nữa, có phải vóc dáng ông nhà thấp lùn và mỗi khi nói với bà âm thanh luôn nhỏ lời hạ giọng? Như nghi đáp, dạ, nghe nói tới điều này thì con mới nhận ra Ngài mô tả rất đúng ạ. À. Nhưng có điều con không hiểu, làm sao con lại có thể tập trọng cái thói hư nhậu nhẹt này được chứ? Tôi bảo, trong một kiếp rất lâu xa về trước, bà làm chủ tiệm buôn, trong tiệm có bán rượu. Bà có một người làm công dáng mạo lùng thấp, rất mê rượu. Thế nhưng mỗi lần gã uống trộm rượu mà bị bà phát hiện, thì bà đánh cho một trận hơn nữa bà cư xử với gã rất xấu tệ là một chủ nhân bủn xỉn keo kiệt vô cùng vì vậy mà đời này ông ta đến là để đòi nợ bà hãy nghĩ xem nhân này do chính các vị đã gieo nên bây giờ quả mới trổ như thế sư phụ thật vô cùng cảm ơn ngài con ngẫm nghĩ lại thì rất đúng hiện thời mỗi khi ổng làm ăn con đều phải ở vị làm công, phụ giúp. Nhưng hệ đến khi phát lương, thì ổng luôn thức lần hẹn lựa, ngó bộ không hề muốn trả tiền cho con. Còn nữa, con mà muốn mua gì, thì ổng luôn ngăn cản. Nhưng nếu con nhất định mua, thì cũng được thôi. Con nói về uống rượu, thì một khi đi nhậu, là ổng luôn đem di động theo, nhưng hiếm khi chịu bắt máy. Lộ vẻ rất ngán nghe tiếng con, vì sợ con gọi sẽ làm ổng mất mặt với bạn bè nhìn qua thì giống như con thường ăn hiếp ổng mà ổng cũng quen thuận theo ý con nhưng con vẫn cảm thấy uất ức thầm vì con biết đời trước mình đã thiếu nợ như thế nào mà đời này phải sống chung với một người chồng không tương xứng như vậy ngài nói kiếp trước ổng là người giúp việc điểm này con xét ra rất đúng bởi cho dù ổng sinh trưởng trong gia đình tốt nhưng tính cách không có chút gì giống ba mẹ do ổng sống cẩu thả bê bối rất khoái ở dơ trời nóng dữ cỡ này mà ngót hai ba ngày ổng vẫn không tắm không chịu thay y phục tính cách cực kỳ lôi thôi thêm tận vừa ăn vừa nói khi ổng tiếp điện thoại đối phương còn nghe rõ tiếng nhai nuốt rồn rột của ổng mỗi khi dùng tay bóc gì ăn ổng đều chẳng bao giờ rửa cái thoi ở dơ cẩu thả và nết thiếu trang nghiêm của ổng để nhiều lần làm con mất mặt. Cũng vì mấy chuyện này mà chúng con cãi nhau hoài. Khi mặc đồ, ổng không bao giờ lưu tâm xem y phục có sạch sẽ, chỉnh tề không. Dù truy phục rất nhầu, ổng cũng không để ý. Ổng quen sống như thế rồi. Toàn bộ đều khác xa con, nên con luôn cảm thấy ổng chướng mắt. Hành vi cử chỉ của ổng quả thật rất giống người làm, Chúng con cứ ba ngày thì cãi nhỏ, năm ngày thì cãi lớn, bởi vì sinh hoạt tập quán, quán khác nhau xa. Nhưng hiện tại, hình như con đang trở thành là người làm của ổng. Vì mọi việc trong nhà, từ nấu nướng, quét dọn, giặt vũ, dân dân, con đều phải cán đáng hết. Ông chỉ có mỗi một việc là ra ngoài kiếm tiền, nhưng hãy trong nhà có gì hư, bảo ổng sửa, ổng cũng chẳng làm. Mỗi lần cãi nhau dữ dội cơ hồ đến mức chia tay. Nhưng ổng lại chẳng chịu chia tay. Có thể là do con vẫn còn thiếu nợ, chưa trả đủ cho ổng. Phải vậy không sư phụ? Đúng thế, sức mạnh nghiệp lực vốn vô cùng. Có câu rằng không phải quan gia thì không tìm đến tụ hội cùng nhau. Vậy con phải làm sao đây? Làm người không có ai hoàn toàn cả, bà cần bao dung sống nên tìm chỗ hay điểm tốt của người và luôn nhìn thấy lỗi mình để sửa sai được vậy thì mới có thể sống an minh đắc vụ án chấn động khi tôi truyền giới tại nguyệt mi sơn cơ long thì một hôm cư sĩ dương tú hạc bỗng bảo tôi pháp sư Phổ đà sơn dị truyện của thầy mọi người xem ai cũng tán thán khen là viết rất hay cảm hóa được biết bao người tin theo phật tôi hiện nay có một câu chuyện cũng thuộc dạng quan âm bồ tát cứu khổ cứu nạn nếu thầy có thời gian, tôi sẽ mời lão thái thái ấy tới kể chuyện của bà cho thầy nghe. Để thầy dùng ngòi bút tài qua, viết câu chuyện này ra đăng lên tạp chí Phật giáo, tuyên dương đại ân đức của Bồ Tát Quan Âm, đồng thời cũng giúp mọi người tin sợ nhân quả. Tôi bị lời lẽ và tâm thành của dương cư sĩ thu hút, thầm nghĩ nhất định sẽ có được tư liệu hay về những cảm ứng bất khả tư nghị vì ngó bộ bà rất xem trọng câu chuyện này, thế là tôi nhận lời vui vẻ bảo bà. Vậy chúng ta hãy tìm một nơi yên tĩnh thích hợp, rồi bà dẫn Lão Thái Thái kia tới đây, kể tỉ mỉ những gì bà ta đã trải qua cho tôi nghe, sau đó tôi sẽ viết ra đăng báo. Dương Cư Sĩ vô cùng hoan hỷ, dội đi mời Lão Thái Thái đến. Dương Cư Sĩ dìu một bà hơn sáu mươi tới và chỉ cắp vết sẹo chém ngang dọc đầy trên thân bà cho tôi xem. Sau đó, bà lão kể chuyện mình cho tôi nghe. Bần nữ bất hạnh, chồng sớm qua đời Bà tên là Trần Mỹ Nguyệt, người Phúc Kiến, huyện Vĩnh Xuân, năm nay 66 tuổi, hiện cư ngụ tại cơ quan từ thiện số 8, đường Nhân Ái, phố Cơn Long, phường Bắc Ái. Bà nói, Thưa Thầy, Tôi là một phụ nữ nghiệp nặng số khổ. Năm 23 tuổi, theo chồng từ Phúc Kiến vượt biển sang Đài Loan mưu sinh. Tới Đài Loan chưa được mấy năm, thì chồng tôi không may bị bệnh phổi nan y. Chữa trị ngót mấy năm, tiền của tích lũy trong nhà đều tiêu sạch hết, khiến cuộc sống chúng tôi càng thêm bần hàn thống khổ. Đến năm tôi 33 tuổi, thì ông chồng bạc mệnh của tôi lìa đời, Chồng tôi lúc sinh tiền toàn làm công cho người, do lao lực quá độ mà thành bệnh nặng. Mình tôi cưu mang hai con, một trai một gái, vô cùng lúng túng trước cái chết của chồng. Cuộc sống khổ hết chỗ nói, gọi là khổ đến cực điểm. Chồng chết rồi, tất cả chi phí quan tài đều do bạn bè ổng quyên góp lo cho. Từ sau khi chồng chết đi, tôi sống nhờ nơi nhà chú thím được hai năm nhưng do nhà chú tôi không khá giả nên tôi chẳng thể ở mãi nơi đó ba mẹ con tôi phải tự lo liệu kiếm sống thằng con trai mới mười tuổi hàng ngày ra ngoài làm công ở mỏ than còn tôi thì nghĩ đủ cách ráng chịu lau khổ để sống mà nuôi con chú tôi không nỡ nhìn thấy các cháu còn nhỏ mà kham khổ chịu cảnh ăn không no, mặt chẳng ấm, nên khuyên tôi tái giá, hãy tiến thêm bước nữa để có người phụ giúp nuôi con. Qua mai mối, chú tìm được một người bổn tỉnh, tên Hoàng Thạch Lan. Chúng tôi chung sống với nhau mấy năm, sinh hoạt mặc dù không dư, nhưng tương đối an ổn, con cái cũng bớt lao khổ. Trong thời Nhật chiếm đóng, vì tôi là người ngoại tỉnh nên không thể cùng người bổn tỉnh làm vợ chồng chính thức. Vì vậy Thạch Lan không thể nhập hộ khẩu, không được xem như là phu thê danh chính ngôn thuận. Cũng do chuyện hộ khẩu này mà chồng tôi phiền não bao năm, ông nghĩ đủ cách nhưng tuyệt chẳng có phương pháp chi. Bởi vì anh của Hoàng Thạch Lan là thư ký đương thời, ông nắm rõ tình hình, thừa biết đây là chuyện bất khả thi, nên đã khuyên chồng tôi hãy mau mau bỏ tôi mà đi cưới một người phụ nữ bổn tỉnh làm vợ cho an toàn. Chồng tôi do gì không thể nhập hộ khẩu nên bị người ngoài dèm pha, nói rằng Mấy năm nay anh è cổ ra phụ dưỡng nuôi con riêng của vợ, rốt cuộc vẫn không được thừa nhận là gia trưởng chính thức, chỉ có danh nghĩa sống chung phất phơ bên ngoài mà thôi. Vậy đâu thể tính là hạng có gia đình đường hoàng vì không được luật pháp công nhận thế thì tại sao anh không mau ra ngoài tìm một phụ nữ bổn tỉnh mà cưới làm vợ chứ hả chồng tôi đáp mỹ nguyệt không cho tôi nhập hộ khẩu thì tất nhiên tôi sẽ ra tay cho mà xem bạn bè bảo anh tôi kêu anh ra ngoài cưới vợ khác thì không chịu mà hiện thời anh đâu có được xem là chồng chính thức của ả này vậy thì anh còn phương pháp gì khác nữa chồng tôi nói, tôi sẽ giết ả. Hôm đó là rằm tháng 8 nên rất náo nhiệt. Chồng tôi về nhà, tôi thấy sắc mặt anh không tốt, bởi vì đã có người tiết lộ chuyện anh có ý muốn giết vợ cho tôi hay, nên trong đêm khuya tôi bảo anh, vợ chồng mình chung sống mấy năm, chỉ tại luật pháp quốc gia chế định như thế nên em không thể vô hộ khẩu cho anh, mình đâu còn cách nào khác anh đừng có trút giận lên em nhé. Nghe người ngoài nói anh muốn giết em, có thật là anh đã nói như vậy không? Anh đáp, không hề có, đây là người ngoài nói đùa với em thôi. Chúng ta sống tốt như vậy, tại sao anh lại có ý muốn giết em chứ? Đừng có tin mấy lời ba xàm ba láp của thiên hạ. Tôi mỉm cười, em cũng nghĩ vậy, con cái đối với anh rất ngoan, không nhập hộ khẩu được thì cũng đâu có sao phải không anh thấy anh tỏ vẻ đồng tình tôi cho rằng mình sẽ cùng chồng sống bình an vô sự chẳng lưu tâm đến việc này làm chi nữa nhẫn tâm ra tay truy cùng giết tận ai ngờ khuya hôm đó khi tôi cùng hai con đang say giấc nồng thì anh cầm một thanh mã tấu lao vào lẹ như cuồng phong hung hãn chém liên tiếp vào bụng tôi ba nhát làm ruột tôi bị đứt mấy khúc lòi cả ra ngoài đồng thời phẫn giải cũng ào ào tuôn ra lúc này hai tay và lưng tôi còn bị anh chém thêm mười mấy nhát nữa nhưng khi đó tôi không cảm thấy đau đớn cũng chẳng biết chạy đi đâu trốn tiếp đến còn nghe ảnh quát lên nhổ cỏ phải diệt tận gốc nhất định không để một ai trong nhà được sống sót rồi anh lao đến chém con gái 14 tuổi của tôi. Con gái tôi bị thương nghiêm trọng, từ trên lầu nó vội nhảy xuống đất. Sau đó không bao lâu thì tắt hơi. Con trai tôi lúc này nhìn thấy mẹ và chị đều bị giết, sợ đến ngây người nên cứ đứng như pho tượng ở cạnh bên. Tôi lúc đó chẳng lý đến thân mình, vội hét bảo con trai mau chạy trốn. Khi đó chồng tôi cầm mã tấu truy sát thằng bé tôi vội đưa tay giật đau của anh vì vậy mà ngón tay tôi bị đau chặt đứt hiện nay tay đã lành nhưng ngón tay thì không thẳng được con trai tôi cuối cùng cũng chạy trốn được và tìm người kêu cứu khi chồng tôi thấy có người đến thì liền tự sát nhờ có người nhanh tay đoạt lấy đau nên vết thương của anh không nặng các người khác thì lo gọi cảnh sát tới tôi lúc đó chẳng biết mình bị thương ra sao chỉ quan tâm đến chuyện sống chết của các con thôi. Người bên ngoài thấy dậy bèn chỉ vào thương tích trên mình tôi la lên. Bà hãy nhìn xem thân bà đây nè. Sao mà đầm điệp, bê bết máu như thế? Chỗ bà đứng máu tuôn thành dũng chảy đầy đất kia kìa. Ôi trời ơi, thương tích nặng quá, nguy to rồi. Nghe họ nói thế, tôi mới cảm giác là mình bị thương. Trên thân máu tuôn không ngừng, Tôi ngã xuống đất ngất đi và được cảnh sát chở đi cấp cứu. Đến y viện, vết thương vẫn chưa được may lại ngay. Phải đợi 4 tiếng đồng hồ, vì y viện 7 giờ mới mở cửa. Đến 11 giờ mới làm xong thủ tục và bắt đầu chữa trị không vết thương. Khi viện trưởng đến chỗ tôi lấy máu xét nghiệm để trị thương, tôi nghe họ nói văng vẳng bên tai là không còn máu để lấy nữa, Lúc họ nhấn ruột vào bụng để may lại, thì phát hiện ruột bị chém đứt nhiều khúc, phẫn giải trào ra ngoài, có chỗ còn nát nhừ. Do vậy, bác sĩ chỉ khâu may qua loa. Họ nhép dội mấy khúc ruột đứt rối lộn xộn vào bụng tôi rồi may lại, vì cho rằng dù sao tôi cũng khó mà sống được nữa. Sau đó, họ đưa tôi đến phòng Thái Bình nằm chờ chết phần hung thủ đã tự chém hắn hai đao để tự sát, cũng đang nằm ở phòng bên cạnh. Có người hỏi anh ta, vì sao lại giết vợ? Anh nói, mụ đàn bà này là người xấu nên tôi phải giết ả. Chẳng biết ả có thể trị lành không? Không có cơ hội đâu. Nghe viện trưởng nói là bà ta khó mà qua khỏi. Tôi nằm cạnh bên, nghe rõ từng câu ông chồng bất nhân đang trốt lời bôi nhỏ danh dự mình trong lòng tức giận. Rất muốn dùng tay xé cho bung hết chỉ khâu ra, cầu cho mình chết sớm một chút. Nhưng tôi bất lực không thể cử động, chỉ có tâm tư là còn tri giác rõ ràng. Sau đó lại nghe bác sĩ bảo kháng hộ. Bà này không thể nào sống qua 11 giờ đêm nay. Các cô nhớ lưu ý theo dõi. Cô y tá nọ quay về báo tin cho chồng tôi hay là hiện thời chỉ còn chờ đợi tôi tắt hơi tôi biết không bao lâu nữa mình sẽ chết tự tuổi thân mệnh khổ nhưng bây giờ ngay cả nước mắt cũng đã cạn kiệt không còn có để mà trào ra lúc này tôi thấy hai y tá giám hộ nhưng họ không lý gì tới tôi tỉnh bơ bỏ đi ngủ không có chút trách nhiệm trong thời gian chờ chết tôi bỗng nhớ đến danh hiệu bồ tát quan thế âm nên bắt đầu niệm chú bạch y. Trong quá khứ, tôi từng quy y tam bảo ăn chay, cũng tính là đệ tử Phật. Tôi nghĩ, nếu như do gặp chuyện bất hạnh mà phải chết đi như thế này, thân tôi chết đã cam đành, chỉ sợ từ nay về sau không ai dám tin hay quy y Phật giáo. Vì vậy, tôi tĩnh tâm nhắm mắt, thầm niệm, Nam Mô Đại Bi Cứu Khổ quan Thế Âm Bồ Tát khoảng chừng hơn hai mươi tiếng kỳ tích xuất hiện ngày đó trong phòng xảy ra chuyện lạ tôi mở mắt nhìn thì thấy trong phòng không có ai nhưng căn phòng đang tối tăm bỗng có ánh sáng chiếu khắp tôi thấy bồ tát quan thế âm hiện thân đứng trước mặt tôi còn có vô số người đứng phía sau bồ tát đồng gì tôi chắp tay niệm phật thấy trong tay bồ tát cầm vật gì giống như lá chuối tiêu Ngài trao cho tôi. Tôi thầm thắc mắc, không biết Ngài ban cho tôi lá chuối tiêu này để làm chi? Đang nghĩ vậy, thì đã nghe Bồ Tát nói, đây là lá ba tiêu, không phải là lá chuối hương. Ở thế gian không có vật báo này đâu. Cũng không giống lá ba tiêu ở thế gian. Lúc này, tôi bỗng thấy dễ chịu thoải mái rất nhiều, liền thốt một câu À, thế gian không có ư, thế thì hay quá. Sau đó tôi an ổn thiếp đi, ngủ một mạch cho đến trời sáng. Tất cả đau đớn đều không, chỉ cảm thấy không còn tinh thần mà thôi. Hôm sau, Pháp diện Đại Bắc cử Pháp Y tới để kiểm tra xác tôi, vì nghe bệnh viện báo cáo rằng tới 23 giờ 20 nhất định tôi sẽ chết. Y viện này thoảng giờ đoán định thời gian chết luôn chuẩn xác, chưa hề bị sai. Các bác sĩ đồng khẳng định. vết thương nặng như vậy, người này không thể nào sống nổi. Thế mà sáng ra, tôi vẫn chưa chết. Điều này làm chấn động âm náo cả bệnh viện. Sở trưởng Cơ Long đích thân đến thăm và bảo tôi. Nhất định là bà trong quá khứ có làm việc tốt, nên được thần minh che chở, thương tích nặng như bà đây, mười phần thì chết hết mười hai rồi. Vậy mà bà vẫn sống, đang lẽ chết rồi mà lại vượt qua. Nhất định là có phúc đức lớn đó nha. Tôi nghe ông nói, nghĩ đến cuộc đời mình quá khổ, đến mức phải gia phá nhân dông, bất giác buồn thống thiết, bật khóc to. Sở trưởng khuyên tôi không nên khóc, ông nói, bà hiện nay ruột bao tử gì cũng đều nát, cho nên suy nghĩ thương tâm mà làm động vết thương khiến nó lâu lành. Các con bà đều ổn cả. Tôi nói, ông không cần nói dối tôi làm chi. Con gái tôi bị chém dở bụng, sau đó đã quả thiêu, tôi đều biết hết. Ông nói, bà biết rồi thì tôi không giấu bà nữa. Xem như bà còn phúc. Con gái bà số phần chẳng may. Tôi sẽ dùng tiền túi riêng để trả phí chẩn trị cho bà nghe bác sĩ nói với tôi, ai mà bụng ruột bị chém đứt như thế này thì quả thực vô phương cứu chữa. Xem như bà đây bị chém thủng bụng, đứt ruột, lòi cả phân, ruột bị nát đứt nhưng bà vẫn không chết, quả là một chuyện rất lạ. Bà chắc chắn có phúc đức may mắn lớn. Qua năm mới, sở trưởng phái người mang đến rất nhiều quà, đủ các thứ cần thiết biếu cho tôi để an ủi hung thủ tàn độc còn muốn giết tiếp. Hung thủ ban sơ nghe nói tôi đêm ấy chắc chắn chết nên trong lòng rất vui. Y không hề có chút ăn năn hối lỗi, chỉ mong cho tôi chết. Hai ngày sau, ông bỗng hỏi thăm y tá xem tôi đã chết chưa. Khi nghe kháng hộ đáp, thật quá kỳ lạ, không những bà ấy chẳng chết mà bệnh còn chuyển tốt, hiện giờ đang nằm dưỡng thương, một chút thống khổ cũng không. Hoàng Tịch Lan nghe vậy thì phát tức, nghiến răng khen két nói. Lần này ả không chết, thì tôi sẽ giết tiếp tục. Tôi sẽ dùng dao để cắt đầu ả, xem có còn sống được không. Y viện sợ hắn hành hung giết người nữa, bèn cho đổi phòng. Nhưng hắn vẫn rấp tâm sát hại tôi. Ngày nọ, hắn dò la biết tôi đang ở trên lầu, bèn nói. Tôi không có đau thì dùng tay đắm cho lũng vết thương nơi bụng bà khiến ruột bà loài ra, xem có chết hay không. Ngày nọ, dù bị y diện xiền chân, nhưng hắn vẫn ráng bò lên lầu định sát hại tôi. May là có người phát hiện kịp, bèn đánh hắn ngã nhào, rồi bắt hắn nhốt lại. Đợi vết thương hắn lành, thì sẽ cho phán án tù 15 năm. Muốn rõ hiện quả, nhìn xem tiền nhân. Phần tôi sau khi vết thương tạm lành thì xuất diện. Tôi thường một mình ở trước tượng quan âm, khóc thống thiết không ngừng. Tôi nghĩ bình sinh mình không làm điều gì xấu. Tại sao lại gặp thống khổ cực cùng như thế? Chồng trước sớm mất, tôi tái giá thì gặp người có tâm độc ác. Vì sao y tàn nhẫn muốn giết tôi như thế? Con gái tôi 14 tuổi cũng bị chết thảm trong tay hung thủ. Chúng tôi kẻ chết, kẻ bị thương vậy mà cung thủ chỉ bị phán tù 15 năm. Ông ta có tội rất đáng bị trừng trị. Nhưng phần tôi có tội gì đâu mà phải chịu hoạn nạn liên tục. Chẳng biết kiếp trước tôi làm gì xấu. Tôi khẩn cầu Bồ Tát từ bi khai thị chỉ rõ cho mình hiểu. Một hôm, tôi đang niệm Phật, thì bỗng thiếp đi, thế mình biến thành một vị công tử. Trong tay cầm cung tên, theo sau công tử có một người hầu hai chủ tớ họ nhìn thấy một con tinh tinh. Vị công tử dội nhắm cho chuẩn rồi xạ tiễn. Tinh tinh trúng tên, ngã lăn ra đất. Tinh hầu liền chạy tới, bắt tinh tinh giết đi. Sau đó không lâu, tôi lại nhìn thấy cảnh con tinh tinh báo thù, nên dội chạy trốn. Tinh tinh vẫn đuổi theo phía sau. Tôi liền nhảy xuống nước. Nó chụp lấy đầu tôi, định xiết cổ tôi đến chết. Tôi liền niệm Bồ Tát Quan Âm cứu khổ cứu nạn. Ngay lúc đó, Ngài xuất hiện, bảo con tinh tinh rằng, súc sinh, người vẫn còn muốn hại người ư. Con tinh tinh liền chắp tay, Ngài mang nó đi, còn nói, nhốt nó 8 năm, nếu biết sửa đổi thì sẽ thả. Bồ Tát đi rồi, tôi hốt nhiên bừng tỉnh, cảnh tượng giống như mộng mà không phải mộng. Đây rõ ràng là Bồ Tát muốn cho tôi thấy rõ tiền thân. Nên ứng hiện cho tôi biết Đời trước tôi là công tử Còn người hầu kiếp xưa Này chính là con gái tôi Tinh tinh là người chồng Truy sát tôi hiện thời Do kiếp xưa tôi bắn tinh tinh bị thương Tên người hầu lại đem nó giết đi Vì vậy mà hiện đời Tôi bị nam nhân sát thương Con gái tôi thì bị nó giết chết Tinh tinh báo thù Muốn nhảy vào nước bóp cổ tôi cũng giống như lần này tại y viện, hung thủ lại ra tay muốn giết tôi lần nữa. Việc rất kỳ quái là y bị phán tù 15 năm, nhưng mới thọ hình có 8 năm thì được ân xá phóng thích. Ứng hợp với cảnh trong mộng, tôi thấy Bồ Tát mang con tinh tinh đi và nói, nhốt hắn 8 năm, biết cải hối thì thả. Đúng là báo ứng nhân quả không sai mảy may. Tôi ngay đây hiểu rõ kiếp trước tính mình háo sát ưa đi săn, chẳng biết đã giết hại biết bao sinh mệnh, cho nên đời này phải thọ thống khổ. Chỉ có thành khẩn tin Phật, ăn năn sám hối mới mong tiêu tai giảm tội. Bị phẫu thuật lớn nhỏ tính ra có 16 lần. Tôi lành bệnh rồi, do vì ruột bên trong không được an vị tốt, nên thường hay bị đau hệ ăn uống hay cảm ho thường rất thống khổ. Có khi đang ngủ trở mình ruột cũng đau, do vậy phải đi bác sĩ. Ông khám xong thì nói, Lúc đó nhân gì nghĩ bà thế nào cũng chết, cho nên chỉ nhét đại ruột vào rồi may vá qua loa. Vì vậy mà bệnh của tôi cứ tái đi tái lại, để nỗi phải đại phẫu ba lần, tiểu phẫu mười ba lần người bình thường trải qua ba lần đại phẫu thuật là đã khó sống nhưng tôi vẫn không chết đây có lẽ là quả báo tôi phải trả trong lúc sống do tôi nghèo không có tiền trả bác sĩ mà bác sĩ cũng không có lòng nên khi mổ bụng tôi kéo ruột ra thấy có chỗ nào không ổn thì cứ cắt bỏ rồi may lại kết quả ruột tôi bị ngắn sau khi về cảm thấy không thoải mái Do về sau bệnh cứ tái phát hành hạ, cứ phải mổ tới lui hoài. Dù trải qua phẫu thuật nhiều, do không có tiền nên bác sĩ chẳng nhiệt tình. Bởi ruột bị giá díu nhiều, thường phải nhờ y viện chữa nhưng không thể trừ tận gốc. Sau đó tôi cũng thay phiền không đi bệnh viện nữa, chỉ đành cầu Bồ Tát che chở cứu cho. Có nhiều lần chỗ bị thương phát viêm, trong mộng thấy Bồ Tát tiêm chích cho tôi thì ống tim của ngài rất lớn, chích vào có một vật gì trăng trắng chảy ra. Hôm sau, tôi nhìn vết thương thấy có một vật trắng rồi ra. Bèn dùng dao cắt đi, qua ngày sau thì lành. Bệnh tôi đa số đều nhờ Bồ Tát trong mộng trị lành, mấy lần đều như thế. Ân đức từ bi cứu khổ của Bồ Tát khiến tôi trọn đời khó quên. Tóm lại, xin Thầy từ bi đem chuyện tôi viết ra cho mọi người biết để mọi người cùng tin Phật, siêng niệm Bồ Tát Quan Thế Âm. Phải nói là, vết thương khắp thân bà tôi đều có xem qua. Thú thật, tôi vừa nhìn là đã thấy khủng khiếp, cũng thầm xúc động vì lực cứu khổ cảm ứng bất khả tư nghị của Bồ Tát. Chuyện này không thể dùng sức người cứu bạc, phi diệu ngoài sức tưởng. Bà kể xong câu chuyện trong khoảng thời gian 2 tiếng nhưng cả tinh thần tôi đều bị chìm vào trạng thái căng thẳng. Dương cư sĩ bảo tôi, bà hiện tại tu rất tinh tấn, giống là một người không biết chữ, nhưng có người cho bà một bộ pháp hoa. Vậy mà bà có thể tụng kinh pháp hoa. Phật Pháp thật di diệu, hy vọng độc giả không nên đợi lúc rảnh mới tu, mà hãy tinh tấn trong mọi lúc. Sư Chữ Vân Ghi lời bình lúc mới xem sơ bản gốc và chuẩn bị dịch tôi cảm thấy tình tiết ông chồng chém vợ trong câu chuyện này thật vô lý khó mà tin được có lẽ nào vì không thể nhập hộ khẩu mà giết vợ nhưng rồi tình cờ lướt mắt xem các tin tức đăng nhan nhãn trên báo hàng ngày kể chuyện các ông chồng đánh vợ đổ nước sôi vào tai vợ đốt vợ vì những lý do còn con không ra đâu vào đâu thì tôi không còn nghĩ câu chuyện chồng giết vợ trên đây là vô lý nữa nhất là khi bị luật nhân quả chi phối vận hành thảm sự bắt nguồn từ ác nhân sát sinh của đương sự trong tiền kiếp chuyện sát sinh phật đã cảnh báo nhắc nhở rất nhiều lần thậm chí kể cả câu chuyện nguyên nhân dòng họ thích của ngài bị tỷ lưu ly sát hại là do kiếp xa xưa tỷ lưu ly là con cá to còn hoàng tộc dòng họ thích khi đó là dân làng chài đã cùng nhau giết con cá ăn do vậy mà đời này lãnh quả báo bị lưu ly thảm sát dù phật đã chế giới không sát sinh mong đệ tử ngài tuân giữ nhưng dường như rất hiếm người tin rằng sát sinh sẽ lãnh thảm báo vì vậy mà đa số đệ tử phật thường thọ giới về để đó thôi chứ không nghiêm giữ câu chuyện này một lần nữa cảnh tỉnh chúng ta hãy cẩn trọng đừng sát sinh và hiểu thâm thiết rằng bất kỳ giới cấm nào của phật đều cũng rất quý báu cần nên tuân thủ vì mục đích giới luật ngài chế định đều nhắm vào việc bảo vệ hạnh phúc cho tất cả chúng sinh xưa nay ở đây một pháp hữu trong nhóm bạn đồng tu của tôi xin tạm gọi là cô x cô dung mạo xinh đẹp có năng khiếu âm nhạc bẩm sinh tuổi còn thơ đã vào học viện âm nhạc trong mắt thầy bạn cô là ngôi sao nhỏ đã sớm lên sân khấu biểu diễn được kết nạp vào đoàn âm nhạc chuyên nghiệp và vinh dự ký hợp đồng với công ty ca vũ nổi tiếng. Năm 2000, cô phát tâm quy y học Phật và ngưng ca hát. Tính đến nay đã hơn 10 năm, nhưng tài không hề mất, khả năng thưởng thức âm nhạc vẫn rất tinh tế. Cô dễ dàng nhận ra những sai sót nhỏ trong lúc các mình tình biểu diễn mà không ai nhận ra cô tài hoa xinh đẹp đặc biệt từ khuôn mặt thanh thoát luôn toát ra nét anh hùng oai phong dù cô sống phong lưu quyền quý nhưng không hiểu kiếp trước cô đã tạo nghiệp chi mà đời này hiển lộ rất nhiều bệnh lạ một da quá mẫn cảm khi cô đến tiệm may thử y phục hễ y phục vừa chạm vào hay quét sơ qua thì toàn thân cô giống như bị roi đánh lập tức một làn đỏ xuất hiện trên da nhìn rất đáng sợ tay cô mà bị ngứa thì nhìn cũng giống như bị roi đánh qua vì có từng làn đỏ nổi lên thậm chí đối với ánh sáng huỳnh quang cô cũng bị dị ứng hệ ở trong phòng có ánh sáng này chừng mười phút là da cô nổi đỏ rửa mặt cũng bị nổi đỏ đầy mặt phải mười phút sau mới hết dù có đến các y viện đi khám đủ bác sĩ đông lẫn tây thì họ đều nói cô bị bệnh mìa đai mẫn cảm trong máu có độc năng lực miễn dịch đề kháng cao do hệ thống phòng vệ quá mức có thể nói giống như kiểu ngay cả cỏ cây cũng nghi là giặc cô tốn tiền chữa trị nhiều mà bệnh không thuyên giảm năm 2001 cô lên ngũ đài sơn lễ bồ tát giang thù qua hôm sau thì không hiểu sao da cô bị mẫn cảm nghiêm trọng mà cô nổi đỏ và sưng phù. Cô sợ rằng sẽ bị quỷ dung, nên chuẩn bị quay về Bắc Kinh khám bệnh. Lúc ấy, sư phụ cô an ủi giải thích. Không nên lo, đây là hiện tượng tiêu nghiệp. Nghe nói thế, cô an tâm phần nào, nên không về Bắc Kinh nữa. Cô dẫn mấy người bạn cùng đi lễ khắp ngũ đài từ ngũ đài sơn quay về cô rửa mặt xong thì thấy hết sưng kể từ đó độ mẫn cảm của da cũng giảm hơn phân nữa tận đáy lòng cô rất tri ân bồ tát văn thù đã từ bi gia hộ sau khi cô phát nguyện ăn chay trường thì bệnh trạng bắt đầu chuyển tốt độ mẫn cảm của da giảm đi sáu bảy phần đến nay cô đã ăn chay hơn 10 năm, song chứng bệnh vẫn chưa dứt tuyệt gốc. Hai, luôn thấy thiếu nước. Cô khoảng 50 kg nhưng hệ thức dậy là uống nước không ngừng, uống mãi cho đến đến đêm khuya đi ngủ mới thôi. Hàng ngày cô uống khoảng 8 đến 15 thau nước lúc nào cũng mang nước kè kè theo bên mình. Còn phải phun nước lên mặt. Do cô cần nước nên rất thích tắm rửa, bơi lội. Cô có thể tắm, ngâm nước lâu cả ngày mới chịu lên bờ. Nếu theo thuộc bói toán bát tự, thì ngày tháng năm sinh của cô, cung mệnh vững thổ chắc, thủy dượng, không hề bị thiếu nước chi. Nhưng thực tế nhìn vào cách sinh hoạt, thì thấy cô cư xử như luôn bị thiếu nước. Không nước thì không thể sống, thường khát nước, uống không ngừng, còn phải rưới nước lên mặt và ưa ngâm mình trong nước. Bà mộng thấy tiền thân. Mấy năm trước, mẹ cô mộng thấy nhân duyên kiếp trước của hai người. Mẹ cô cũng là một Phật tử thuần thành, đồng quy y một lượt với cô. Sau khi quý y Phật rồi, bà cũng ăn chay trường, đến nay đã hơn 10 năm. Bà thường xuyên lễ bái sám hối, hàng ngày sớm tối đều công phu, tĩnh tọa, niệm Phật, không biến lười. Bà mộng thấy con gái, kiếp quá khứ là một vị nguyên soái tóc xanh, trẻ tuổi. Còn bà là một danh tướng đầu bạc dưới trướng của vị nguyên soái này tỉnh dậy bà hiểu ra hèn gì mà đời này con gái vẫn có thói quen thích chỉ huy bà bà cũng một bề nương tựa nghe theo phục vụ nhưng cũng có lúc bà nhìn lại cảm thấy con gái sao mà vượt quá phận dám sai sử bà nên tỏ thái độ phản kháng không vui nhất là khi bà sực nhớ mình là mẫu thân không thể để cho con tùy tiện sai sử mẹ và con đều có tính quật cường lãnh đạo chính vì vậy mà đời này giữa họ thường xảy ra xung đột cãi nhau chẳng ngưng đến nỗi nhiều lần phát sinh giận hờn chia xa nhưng rồi sự việc vẫn như cũ vì tình thương khó chia khó cắt mẹ một bề sống theo con gái con cũng hết lòng phụng dưỡng mẹ mẹ sống cứ thỉnh thoảng bị lâm vào cảnh con chỉ huy, họ vô tình hành xử theo thói quen và nghiệp lực quá khứ còn gieo ảnh hưởng đến đời này. Hoàn toàn không biết mình là ai, vì sao như thế. 4. dán màng quá khứ, sám hối lỗi xưa Tháng 7 năm 2012, dự y Phật lực gia trì nhân duyên khuất tất trong đây được một vị đồng tu thông tuệ tình cờ đến nhà họ tham dự đại lễ cầu siêu và ngủ lại ba ngày đã giải ra đáp án sau khi đại lễ hoàn tất mọi người cùng ngồi trò chuyện thì vị thông tuệ bỗng im bặt nhìn chăm chú vào cô x đây vẻ ngạc nhiên cô x thấy vậy thì mỉm cười hỏi sao ông nhìn lạ thế đã thấu tiền kiếp của tôi rồi phải không vị này nghiêm trang gật đầu đáp tôi nhìn có một trại quân vào thời cổ đại vị nguyên soái thập phần oai vệ anh tú chính là cô đang đóng trú ở đó lão sư trịnh ba đức nghe vậy liền hỏi ông xem trên lá cờ của vị nguyên soái này ghi chữ gì Ô, tôi nhìn thấy rồi là chữ chu. Họ chu ư. Chúng tôi đầm suy nghĩ. Thế thì, ông tướng chu này thuộc triều đại nào đây? Vị thông tuệ nhắm mắt một lát thì nói. Tôi nhìn thấy cô rồi là một nam tử trẻ trông rất uy vũ anh Tuấn. Mọi người chung quanh đều gọi cô là Đô Đốc. Đô đốc ư? Chúng tôi đồng lên tiếng hỏi, nhìn nhau ngẩn ngơ. Phải, cô chính là đô đốc Chu Du của nước Ngô thời Tam Quốc. Mẹ cô là tướng quân Hoàng Cái nổi danh với khổ nhục kế trá hàng để gạt Tào Tháo. Căn cứ theo sử ghi, để đối địch với quân Tào hùng mạnh, Hoàng Cái đã cùng Chu Du đề ra mưu kế quả thiều xích bích. Hoàng Cái nói, địch đông ta ít, khó đánh lâu. Tôi quan sát thấy thuyền tàu nối liền đầu đuôi, có thể dùng quả công để thắng. Tôi cam chịu ngài đánh thảm, sau đó sẽ ra bộ bất mãn và lén gửi thư cho tàu tháo trước, giả giờ đầu hàng. Đợi quân sĩ tàu chủ quan thì ta phóng quả. Nương sức gió mạnh, lửa sẽ thiêu cháy hết doanh trại của địch lão tướng hoàng cái cùng chu du đồng diễn màn kịch gạt tàu thành công thế là trong trận xích bích tướng sĩ quân tàu bị thiêu chết thương vong không thể tính kể hóa ra hai mẹ con họ là chu du và hoàng cái hai vị tướng tài danh đồn gian dội không riêng gì mọi người mà ngay cả cô x cũng kinh ngạc đến há hốc mồm không nói được lời nào. Vị thông tuệ kể rằng, ông nhìn thấy những tướng sĩ bị thương hại này nằm trong các đội ngũ cực kỳ to lớn, do bị thiêu chết nên không còn mặt mày, tứ chi thi thể tàn khuyết, rất nhiều người hiện nay còn chìm trong ác đạo, thọ khổ không thể nói, muốn thoát ra cũng không có ngày. Một số bọn họ đang hiện thân ở trước chúng ta thỉnh cầu siêu độ cho họ vị thông tuệ bảo cô x do cô hiện tại còn phúc báo lớn nên oan gia trái chủ không thể quấy rối cô nhiều được nhưng cô nhất định phải sám hối hơn nữa phải dốc sức giúp cho những oan gia bị hại chết này được xuất ly khổ hại bọn họ thật quá thảm và đáng thương nghe đến đây cô x rơi lệ phát tâm sám hối cô hướng về các chúng sinh bị hại thốt lời xin lỗi và phát nguyện dùng phật pháp làm lợi cho họ đô đốc chu du vào thời đó là vị nguyên soái trẻ tuổi oai hùng tài hoa xuất chúng dành lưu truyền khắp thiên hạ song do sát sinh nhiều nên ông chỉ sống tới ba mươi sáu tuổi hiện thời là năm 2012 là năm rồng cũng là năm mệnh giận 36 tuổi của cô trong đời này nhờ cô biết tu theo Phật pháp nên sự việc còn có thể cứu giảng cô hiểu được vì sao mình bị nhiều bệnh khổ và đã tìm ra đáp án riêng tôi cảm thấy do quá khứ là chu du nên đời nay cô ích vẫn còn mang theo hào khí anh hùng chu du trong quá khứ vốn là một mỹ nam tài hoa anh tú thì đời hậu thân vẫn là mỹ nữ thanh tú trên mặt còn toát ra khí chất nam tử anh hùng tịnh vẫn ưa đọc sách phong cách lịch lãm học rộng tài cao quá khứ chu du tính phóng khoáng đại lượng cư xử đắc nhân tâm tuổi còn trẻ đã được tôn quyền nước ngô đề bạc trọng dụng trong tam quốc diễn nghĩa tác giả la quán trung tả chu du bị chọc tức chết nhưng đó chỉ là lời bịa đặt chứ không phải sự thật đời này xem hậu thân chu du tính cách vẫn hào sản khoan dung rất thích hành thiện bố thí rộng kết duyên lành chu du từ thời thiếu niên đã giỏi âm nhạc ông có thính giác rất tinh tế về nhạc nghe kể rằng dù ông đã uống ba bình rượu nhưng khi nghe nhạc tấu lên mà bị sai ông vẫn nhận ra và lập tức quay đầu nhìn nghệ nhân vì vậy mà đương thời còn lưu truyền câu ca dao nhạc nếu tấu sai là chu lan lập tức ngoái đầu nhìn người ta thường kể nhiều giai thoại thú vị về thiên tài âm nhạc của ông Do quá khứ, Chu Lan là một trong những người đã lập mưu quả thiêu quân Tàu, nên hiện tại cô X cũng phải trả báo, bởi làm người chết cháy, thèm nước. Nên bản thân cô luôn khát nước và bị cảm giác nóng dày dò triền miên. Cô X đã phát tâm sám hối dũng mãnh chân thành hướng về tất cả những chúng sinh bị hại nguyện từ đây dùng phật pháp làm lợi ích cho họ đời đời dùng công đức tu tập hành thiện của mình hồi hướng cho tất cả bọn họ được thoát ly biển khổ sinh tử tất nhiên đại nguyện được phát ra với tâm ăn năn sám hối vô bờ vì thương xót những nạn nhân chết thảm mà cô quyết tâm thực hành sự cứu chuộc chân chính bền bỉ bệnh cô nhờ đó được tiêu tan tính tâm càng thêm kiên cố thu được kết quả tốt đẹp đây là tất cả những gì tôi chứng kiến và viết ra trung thực bạn có thể không tin nhưng tôi hy vọng câu chuyện này sẽ đem đến lợi ích cho những ai hữu duyên đọc đến nó của cụ rùa Ngày 25 tháng 6 năm 2011 Tôi và một số Phật tử Định tham dự Pháp hội siêu độ Nơi chùa Thúy Phong, núi Cửu Hoa Để cầu siêu cho tất cả chúng sinh tử nạn Vì chiến tranh, thiên tai, hòa ương Lúc mọi người rời sư tử hống đường thì bỗng nghe một pháp hữu kể Hôm nay có người đem cặp rùa già mới mua tới chùa phóng sinh. Nghe nói hai cụ rùa này sống đã mấy trăm năm, hiện đang để tại điện địa tạng. Chúng tôi rủ nhau cùng đến thăm. Thế là mọi người đồng đến điện địa tạng. Thì hai con rùa này dài khoảng 70cm, nặng độ mấy mươi ký, đang nằm yên trên đất Mọi người đồng niệm quy y cho chúng ba lần, rồi bảo hai vị cần sám hối, cải ác hướng thiện, ráng tu hành cho tốt, thành tâm phát nguyện, tương lai mình lìa khổ được vui, xả bỏ thân súc sinh, sinh sang tây phương cực lạc, thoát khổ luân hồi lục đạo. Một vị reo lên, mọi người xem, rồi gật đầu kia. Ai nấy nhìn theo, thì con rùa to nhất nãy giờ đang rụt đầu trong giỏ giờ đã thò ra liên tục gật đầu trước phật giống như đang đảnh lễ và cũng tỏ thái độ như thể là nó đã nghe và hiểu thấu những gì mọi người nói quả tịnh cũng từ tứ xuyên đến tham gia pháp hội sẵn dịp cô kể cho mọi người nghe nhân quả của hai con rùa này con rùa to nhất là rùa đực đời trước vốn là người tu hành vào một kiếp ở ấn độ nó vốn là người xuất gia nhưng chỉ biết tu phúc tạo thiện tính rất ưa phóng sinh nên đã phóng thích vô số sinh mệnh tích lũy được nhiều phúc báo nhưng do chẳng minh bạch là tu hành phải có chi cầu thoát ly sinh tử nó chỉ thiên về tu phúc không tu huệ nên nội tâm còn đầy tham sân si phiền não kết quả nó vô phương giải thoát sinh tử sang đời sau nhờ phúc thiện từng tạo nên nó sinh làm phú ông lại sống suy si mê bung mình thụ hưởng hoàn toàn quên mất chuyện tu hành trọn đời chỉ biết tận tình thọ hưởng thụ ngũ dục đời sau nữa nó sinh ra làm gã lái thuyền đưa người qua sông bị tham tâm sai sử nên thấy sắc tài là mê đắm lý trí bị che mờ nó chiêu mộ nhiều tên lưu manh cùng súng nhau làm ác hệ thấy khách có mang theo nhiều tiền bạc hành lý thì chờ khi thuyền đến giữa dòng ra tay đoạt hết của xô người xuống sông làm cho họ chết chìm còn hệ thấy gái đẹp thì chúng liền bỏ thuốc cho các nàng mê man rồi cưỡng hiếp sau đó đem nạn nhân bán cho kỹ viện lấy tiền tiêu xài do trong quá khứ ông rùa này đã tạo ác nghiệp vô lượng vô biên đúng ra là tội nặng phải đọa địa ngục nhưng nhờ xưa có tạo phúc quả lành hưởng chưa hết nên sau khi chết rồi hắn chỉ đầu thai vào quải thú xin làm rùa đen Hắn được trường thọ là nhờ quá khứ đã phóng sinh vô số loài, Hồng phúc còn nên tiếp tục hưởng. Chị đang tiếc do ngô si tham sân mà hành sự điên đảo, Nên giờ mang thân xuất sinh chỉ hưởng được phúc trường thọ mà thôi. Còn con rùa nhỏ hơn nằm bên cạnh, Chính là vợ hắn trong các kiếp trước. Do khi chồng làm ác, vợ cũng tùy hỷ hân hoan tiêu thụ tiền bất chánh cùng vui vẻ hưởng thụ với nhau chẳng hề biết ngăn cản mà luôn ai vua tán tháng diệt ác chồng làm do cộng nghiệp đó mà cũng đồng sinh vào quại thú cùng sống bên nhau nhân quả không mấy may sai lệch hôm nay người cứu chúng thoát khỏi tay đồ tể đem đến đây phóng sinh chính là một vị trong kiếp trước được chúng phóng sinh hiện giờ chúng đến đạo tràng địa tạng dương này được nghe phật lý và nguyên nhân đọa lạc của mình chúng đã nhớ lại các sự tình hiện đang xa nước mắt khóc lóc sám hối các tội trong quá khứ đấy rõ ràng là cặp rùa đang khóc dĩ nhiên là tôi nhìn thấy tôi còn cúi thật thấp để quan sát cho rõ hơn chính xác là cặp rùa không ngừng rơi lệ mắt chúng nhòe nhoẹt ướt đẫm có một pháp hữu nghi ngờ hỏi nghe khoa học nói rùa biển và rùa nước có thể khóc vừa để đào thải muối ra vừa giúp làm cho mắt tươi nhuận có phải không quả tình nói đúng vậy nhưng hiện thời chúng khóc không phải vì tình huống này đâu chúng khóc là do quá xúc động bởi tôi nhìn thấy nơi ánh mắt hai con rùa đang hiển lộ nét sầu thảm áo não nhìn giống như cặp vợ chồng cổ trang thời xưa quả thực là chúng đang buồn rầu khóc lóc hiện tại không những chúng hối hận các lỗi đã tạo trong quá khứ mà còn nhớ đến những cháu con quyến thuộc đang bị ly tán té ra là vậy Mọi người xuống nhau an ngủi cặp rùa. Bỗng quả tịnh bảo tôi. Lão rùa có chuyện muốn nói. Nó hỏi, các vị đều khuyên nó nguyện cầu tương lai, giảng sinh cực lạc thế giới. Nhưng trước đây, nó chưa từng nghe qua tên địa phương này. Nó muốn biết dùng này như thế nào, đến đó có tốt không? Quả tịnh bảo tôi. muội không rành giảng kinh, xin huynh vui lòng giảng phật pháp cho chúng hiểu rõ dùng tôi bèn giảng đại ý phật thuyết a di đà kinh cho chúng nghe rồi nương theo đó giải thích tây phương tịnh độ là nơi chư thượng thiện nhân đồng cư thọ mệnh vô tận cảnh giới trang nghiêm tu hành bất thoái nhất định sẽ đạt phật quả thù thắng hai con rùa chăm chú lắng nghe và liên tục gật đầu Chiều ngày 26, Pháp hội kết thúc. Chúng tôi bệnh rịnh từ biệt tử diễn. Chuyện gặp rùa khiến mọi người xôn xao xúc động. Vì thế, tam giới như nhà lửa, Luân hồi là khổ, thân người là quý báu. Nếu phiền não không trừ, Nhất định sẽ phải lưu chuyển, sinh vào cõi thấp kém. Do vậy mà, tất cả cùng nguyện, Đời này không lưu luyến ta bà, cầu sanh tịnh độ vĩnh biệt sinh tử tất cả chúng sinh đều có đủ phật tính nhưng vì vô minh che bản tâm xin khuyên mọi người chớ để thời gian trôi qua uổng phí hãy tinh tấn tu cho giải thoát để xuất ly sinh tử nguyện tất cả chúng sinh đều tin thọ phật pháp biết trân quý sinh mạng đoạn trừ sát sinh dứt ác hành thiện đồng ngộ phật lý cùng tu tinh tấn để sớm chứng bồ đề quả trụ